Chào tất cả các bạn trở lại với trang công nghệ của TLD. Thưa các bạn, ở video ngày hôm nay thì mình sẽ tư vấn cho các bạn những chiếc MacBook tốt nhất dành cho công việc văn phòng, đồ họa tầm trung, các bạn lập trình cũng như các bạn kinh doanh. Ở phân khúc đầu tư rất dễ chịu, đó là từ khoảng 12 triệu đến khoảng 20 triệu đồng. Thưa các bạn, với việc chiếc MacBook Pro M1 và chiếc MacBook Air M1 được ra mắt năm 2020, nó đã làm lu mờ toàn bộ những chiếc MacBook chạy chip Intel. Chính vì thế, cái thời điểm này, đó là cái mức giá các bạn đầu tư nó cực kỳ hợp lý. Bởi vì chúng ta sẽ nghĩ là ai cũng nghĩ là MacBook đắt đúng không? Đúng không? Lúc nào cũng phải tầm vài chục triệu chúng ta mới xíu. Nhưng không, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Với các model được sản xuất mình cho từ khoảng 24, từ khoảng 24, 25, 26, 27 và thậm chí kể cả là 2020 bây giờ nó đều có phân khúc máy cũ 99% hoặc 98% các cửa hàng mua bán lại hoặc có thể xách tay từ nước ngoài về giá cực kỳ hợp lý như vừa rồi. Bây giờ thì mình sẽ tư vấn khoảng chục mẫu, mời anh em đón xem, mời quý vị các bạn đón xem, sau đó thì chọn làm sao cho phù hợp nhu cầu của mình các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là chiếc đầu tiên mình giới thiệu các bạn thì nó có thiết kế giống y hệt nhau, một chiếc MacBook cực kỳ huyền thoại. Và ở video ngày hôm nay tớ giới thiệu chỉ các mẫu được sản xuất từ 2014 đổ lên, cũ hơn thì thôi mình bỏ qua. Ví dụ mẫu MJVE2 được sản xuất năm 2014 và 2015. Nó có kiểu dáng thiết kế giống y hệt các dòng như 2016 và 2017. Thiết kế này thực tế đã có từ năm 2010 mà Apple chỉ nâng cấp CPU bên trong thôi. Với dòng 2014 được sử dụng dòng CPU thế hệ thứ tư, với dòng 2015, 2016 và 2017 nó trang bị dòng CPU thế hệ thứ 5 nữa các bạn ạ, nó chỉ khác cái chấm thôi. Và hiện nay những chiếc máy này thì dao động đó là từ tầm tiền từ 12 đến 15 triệu đồng. Thì đây là những cái mẫu máy rẻ và đáng mua nhất trong cái tầm tiền này. Tức là pin của chiếc máy có thể trụ được 6 đến 8 tiếng. Trong lượng của máy nó chỉ 1,36 kg. Đấy. Với màn hình cũng dùng sướng và hành trình bàn phím dùng ok, kèm theo các cổng kết nối bên ngoài đầy đủ. Thì mình sẽ đọc một vài mẫu để các bạn tham khảo nhé. Mẫu đầu tiên đó là MJVE2, MJVG2. Các bạn chú ý thì dòng này thì không cho phép các bạn nâng cấp CPU. Đấy, không cho phép các bạn nâng cấp RAM. Nó sẽ có các phiên bản bao gồm RAM 4GB dành cho các bạn làm công việc phổ thông và RAM 8GB là lớn nhất cho dòng này, 8GB các bạn ạ. 8GB thì chúng ta sẽ mở được khoảng vài chục tab web trên màn hình, bao gồm khoảng 25 tab. Đấy, còn đối với các bạn dùng ít hơn thì chúng ta đầu tư khoảng tầm từ 12 triệu thì mình nghĩ nó cũng khá là ổn rồi. Vâng, thưa các bạn, trên bàn của mình đây đó là chiếc Lumax, The Lumax. Ở thời điểm nó ra thì đỉnh cao của công nghệ thiết kế nặng chưa đến 1 kg. Tức là pin dùng 8 tiếng. Và lần đầu tiên Apple có USB Type-C. Lúc nó ra mắt cái cổng USB Type-C này, ai cũng bảo bọn này nó bị điên rồi, nó bị dở rồi. Bởi vì nó chỉ có duy nhất một cổng thôi, chả có cổng nào cả. Đây. Và sau đó bây giờ thì các bạn sẽ thấy là tất cả các dòng laptop bây giờ truyền thống đều phải có Type-C. Và thậm chí đã phát triển lên Thunderbolt 4 rồi. Type-C thì có băng thông ghi đọc ra bên ngoài, có thể vừa sạc vừa cắm các tín hiệu, có thể truyền tải âm thanh và hình ảnh ra bên ngoài luôn. Và bây giờ hầu hết các công nghệ của trên những chiếc laptop, những cái thiết bị bây giờ đều có cổng USB Type-C. Apple luôn tiên phong về công nghệ. Và lần đầu tiên chúng ta sẽ có thuật toán về bàn phím cánh bướm. Đấy, các bạn nhìn là nó mỏng như này luôn. Và màu sắc của những phiên bản này cực kỳ nhẹ luôn. Các bạn sẽ gập vào này. Đấy, mỏng dính luôn này. Đó, chưa đến 1 kg. Và những chiếc máy này thì Apple đã sản xuất đến năm 2017 thì dừng lại. Và những chiếc máy này thì giá lại cực kỳ ưu ái bây giờ. Đối với các phiên bản được sản xuất từ 2015, 2016, nó giá dao động trên thị trường nó cũng chỉ khoảng 12 đến khoảng 15 triệu. Thậm chí là với phiên bản Core M5 như mình đang bán như này, ổ cứng SSD 512GB thì chỉ có giá là 16 triệu 500. Thì đây là chiếc máy mỏng, nhẹ, cơ động và đáng mua nhất trong cái tầm tiền này. Nhưng lưu ý các bạn này, chiếc máy này nó onboard toàn bộ từ RAM, ổ cứng, CPU, onboard toàn bộ luôn. Đấy. Và việc onboard như này thì nó sẽ hơi hạn chế với việc các bạn nâng cấp cấu hình và sửa chữa cực kỳ khó. Nên mọi người có chọn dòng này thì dùng cẩn thận, biết cách dùng, tránh trường hợp va đập rơi vỡ bởi đồ nó rất là đắt. Một chiếc màn hình này có giá thay thế 6-7 triệu đồng thì không phải ít. Nên mọi người dùng phải cực kỳ cẩn thận. Đây. Và thời lượng pin nó dùng 8 đến 10 tiếng luôn, kết nối wifi bluetooth không dây, cắm qua sạc Type-C. Thì đây là chiếc máy đáng mua trong cái tầm tiền này, rất phù hợp cho các bạn thường xuyên di chuyển đi lại nhiều. Và nó chạy chip Core M, không quạt tản nhiệt bên trong, nên các bạn sử dụng nó không có tiếng động. Âm thanh và loa của nó cực kỳ hay. Và nó là màn hình Retina. Retina các bạn ạ. Đấy, các bạn để xem bài đánh giá của mình sau đó lựa chọn nhé. Giá rất nhiều ái luôn, cũng chỉ từ 12 đến khoảng 16 triệu là chúng ta sẽ mua được từ 2015, 2016 và 2017. Thì sau đó là ngừng.
thay thế bằng dòng Mac E 2018, 2019 và 2020. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dòng sản phẩm này nhé. Ưu điểm của dòng này cực nhẹ và thời lượng pin khoảng 10 tiếng, mình đã nói rồi. Nhưng điểm thì các bạn có thể thấy là duy nhất chỉ có một cổng USB Type-C như này để chúng ta vừa cắm sạc và kết nối các thiết bị ngoại vi bên ngoài. Bởi vì chiếc máy nó quá mỏng, chúng ta không thể có thêm bất kỳ một cái cổng gì cả. Đây các bạn có thể nhìn. Khi ra mắt thời điểm năm 2015 thì đây là một chiếc máy mỏng nhẹ nhất thế giới của Apple đã từng sản xuất. Và nó là một sản phẩm gây ra sóng gió trên thị trường bởi vì nhìn thiết kế bên ngoài nó phải nói là quá đẹp. Đây thưa các bạn này, đây là bên trong của nó đây. Mặc dù là dòng sản phẩm màn hình 12 inch nhưng các bạn có thể thấy là cái bàn phím của nó thì cực kỳ tốt và nó rất là to. Được trang bị màn hình Retina, các bạn có thể thấy là những cái công nghệ tiên tiến trên chiếc máy này thì nó có đủ hết. Màn hình của nó rất đẹp, đây các bạn thấy không? Bàn phím to, rõ ràng, gõ nhập liệu cũng rất là sướng. Touchpad này, touchpad hoạt động cảm ứng không khác gì trên màn hình iPhone. Nói chung là touchpad của Apple thì cực kỳ ổn. Màn hình của nó đẹp thì bây giờ tớ sẽ test cho anh em. Và âm thanh của chiếc máy này cũng rất là hay, tớ sẽ test cho anh em luôn. Đây thưa các bạn là mình đang test một đoạn video 4K trên YouTube. Các bạn có thể thấy là chiếc máy rất nhỏ nhưng màn hình rất led và loa lại to, rất to luôn, rất to mồm. Đây là dãy loa bên trên này, nó hiển thị màn hình Retina của Apple thì có lẽ là chúng ta sẽ không chê được vào đâu. Giải màu rất cao. Âm thanh và hình ảnh thì phải nói là tuyệt vời. Mà rất to đúng không các bạn? Nghe du dương cũng khá hay. Trong một cái phòng thì 2m², mình nghĩ là nghe nhạc rất phê cô này. Tóm lại thì chiếc máy này thì những cái điểm dìm thì mình cũng đã dìm rồi, còn những điểm mạnh của nó thì sao? Một chiếc máy mỏng nhẹ, màn hình đẹp, âm thanh hay và một chiếc máy có táo đằng sau, nói chung là đắt rồi. Nó phù hợp với các bạn có điều kiện về kinh tế, bỏ tiền ra mà chúng ta không suy nghĩ về một chiếc máy cấu hình cao hay hiệu năng để làm đồ họa hay chơi game. Bởi vì chiếc máy này thực tế với một cấu hình Core M không quạt tản nhiệt, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256 hoặc 512, không có khả năng nâng cấp thì nó phù hợp với các bạn làm văn phòng, các công việc nhẹ nhàng, đi lại di chuyển thì sẽ phù hợp nhé các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, bắt đầu đến thế hệ đó là E2018 và E2019. Nó là đỉnh cao của thiết kế và lúc đó thì với phiên bản màn hình 12,5 inch thì Apple đã bỏ. Và nó thay thế bằng với chiếc MacBook Air màn hình 13,3 inch. Lần đầu tiên một chiếc MacBook Air có màn hình Retina. Và khi nó ra mắt thì cũng nằm chà đảo thị trường thế giới luôn. Và thị trường những người yêu công nghệ của Apple cực kỳ thích thú luôn. Máy có thiết kế rất đẹp, thiết kế hoàn toàn mới so với phiên bản MacBook Air già cỗi. Đó là từ 2010 đến 2017, Apple đã không chịu thay đổi thiết kế. Và đến năm 2018 chúng ta mới thay đổi thiết kế. Và nó có màu sắc gray như này, gold như này, silver nữa các bạn ạ. Đó, các bạn sẽ xem bài đánh giá của mình nhé. Và hiện nay những chiếc máy này cũ bây giờ không có mới. Giá của nó cũng chỉ dao động từ 15 đến 18 triệu đồng. Cực kỳ dễ dàng sở hữu. Thiết kế hoàn toàn mới, thời lượng pin có thể dùng 8 tiếng, kèm theo cấu hình mạnh mẽ hơn so với dòng MacBook Air đời cũ. CPU được trang bị mới hoàn toàn. Bây giờ các bạn hãy xem bản đánh giá của mình nhé. Táo sẽ mạ Chrome như này, sẽ không còn sáng như các phiên bản MacBook Air thế hệ cũ. Trọng lượng của máy thì mình cầm vào có cảm giác rất chắc chắn và rất nhẹ. Nếu nhìn vào đây thì chúng ta sẽ nhầm tưởng đây là một chiếc Lumax thế hệ cũ, nhưng đây là một chiếc MacBook Air phiên bản 2018. Bên tay trái của mình, các bạn có thể thấy là trang bị hai cổng USB Type-C nhưng có được tích hợp Thunderbolt. Có nghĩa là có con chip điều khiển về dữ liệu giúp đẩy cái tốc độ chúng ta kết nối ra màn hình bên ngoài. Thực tế Thunderbolt có thể giúp kết nối ra lên đến 4GB một giây, có nghĩa là những giao tiếp và chúng ta có thể cắm ra hai màn hình 5K ra bên ngoài. Mặt trước của máy thì chỉ có một cái G để mở ra như này. Chúng ta sẽ mở máy ra.
Đây. Và bên này thì có duy nhất chỉ có cổng phone thôi. Mặt sau lưng không có bất kỳ một cổng gì. Và bên dưới các bạn có thể thấy là thiết kế hoàn toàn là một mặt phẳng với 4 cái lúm cao su màu đen, giúp cho máy để trên mặt phẳng không bị cập kênh. Và mọi thông số của chiếc máy nó được ở đây, ví dụ serial number. Và chiếc máy này thì không có quạt tản nhiệt bên trong. Bây giờ tớ sẽ mở mặt trước. Và đây các bạn, nếu nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy những gì? Touchpad lớn hơn 20% so với phiên bản MacBook Air thế hệ cũ. Bàn phím cánh bướm thế hệ thứ 3. Hành trình phím cao hơn, giúp cho chúng ta cảm nhận gõ tốt hơn so với các phiên bản mà cũ. Nó sẽ khác hẳn so với phiên bản New Mac các bạn nhé. Và bàn phím này trang bị giống với phiên bản MacBook Pro công nghệ 2018. Hai cái dãy loa này. Bảo mật vân tay ở đây các bạn ơi. Và viền màn hình thì mặc dù không được tràn viền, nhưng mà tôi đọc thông số thì chiếc màn hình này độ sáng nó lên đến 300 nits, có nghĩa là thấp hơn so với phiên bản MacBook Pro. Phiên bản MacBook Pro nó có độ sáng lên đến 500 nits. Mà bây giờ tôi sẽ active chiếc máy này để xem những cái thông số bên trong của nó. Camera của nó được bố trí ở đây các bạn này. Và chữ MacBook ở đây. Nếu nhìn cái màn này thì khá là giống với phiên bản lưu Mac các bạn nhá. Nó chỉ to hơn thôi. Các bạn là chiếc máy mình đã active xong. Máy sử dụng bản Mac, các bạn có thể thấy là mới nhất này, trang bị vi xử lý Core i5 1.6 RAM 8GB. Và cam màn hình đang sử dụng trong máy đó là UHD Graphics 617 với dung lượng 1.5GB các bạn nhé. Màn hình 13,3 inch đây, Retina, độ phân giải là 2560x1600. Và ổ cứng của chiếc máy này đang trang bị là 128GB. Và đây thưa các bạn là mình đang test một đoạn video 4K đây. Âm thanh các bạn có thể nghe thấy rất to. Mình sẽ cho nhỏ âm thanh hơn một chút. Với màn hình độ sáng lên đến 300 nits, thấp hơn MacBook Pro nhưng vẫn có thể hiển thị hình ảnh rất sắc nét. Đây các bạn có thể thấy này. Mình thử cho loa to lên. Nó rất to. It is a world seemingly familiar. Mình sẽ thay đổi từ góc nhìn. Các bạn ơi, đối với những chiếc MacBook Air 2018 còn được tích hợp công nghệ đó là bảo mật T2 và bảo mật vân tay cực kỳ ok và lần đầu tiên có trên các dòng sản phẩm MacBook Air. Với bảo mật T2 thì đảm bảo tuyệt đối dữ liệu bên trong, nó đồng bộ hóa cái data của các bạn bên trong. Nếu như không phải chủ nhân của chiếc máy thì mình khẳng định không ai có thể phá được cái mật khẩu T2. Đó, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm trên dòng máy này nhé. Vâng thưa các bạn, thì với việc chiếc MacBook Air M1 đã được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, chính vì thế những chiếc máy cũ đã bắt đầu có trên thị trường năm 2021. Các bạn ơi, với những chiếc máy mới bây giờ lưu sale đập hộp tại thị trường Việt Nam thì đang dao động tầm khoảng từ khoảng 25 đến khoảng hơn 25 triệu một chút, là tùy vào các cấu hình và option. Nó sẽ có chip M1 cộng theo RAM 8GB. Đấy, và ổ cứng SD256 hoặc 512GB. Và những chiếc máy cũ hiện nay đã có tại thị trường năm 2021 nhưng hơi ít một chút bởi vì nó vừa mới ra mắt nên chưa có nhiều. Và hiện nay đã có cũ giá dao động từ khoảng 22 đến khoảng 24 triệu thì mình thấy cũng khá hợp lý ở trong video này. Nếu mọi người nhỉnh lên cố lên một tí thì có thể xem đỉnh cao thiết kế của Apple. À, thực ra đỉnh cao thiết kế thì lại cũng không đúng bởi vì nó chỉ có làm mới đi là gì ạ? Đó là con chip M1. Đây là công nghệ đỉnh cao thiết kế chip. Tối ưu hóa hiệu năng, một chiếc MacBook Air có thể dựng cả video. Dựng cả video 4K luôn. Bởi vì chip M1 của nó quá mạnh các bạn ạ. Mà thời lượng pin vẫn trụ được 10 tiếng. Đấy. Mà nó kèm theo những cái công nghệ bảo mật tiên tiến, bao gồm bảo mật T2, bảo mật vân tay. Rất ok, rất ngon lành. Thank you.
Vâng, thưa các bạn, thì vừa rồi thì mình giới thiệu những chiếc MacBook Air ở phân khúc gọi là chip yếu hơn một chút so với dòng Pro. Thì Pro bây giờ giá cũng đã rất là rẻ bởi vì Pro M1 nó ra làm Lumer. Chính vì thế các dòng chip Intel, các cửa hàng bây giờ chúng tớ mua nó cũng rẻ hơn. Đây là điều kiện rất tốt dành cho người tiêu dùng mua được. Và chiếc máy ngày hôm nay mà mình thấy ok nhất và rẻ nhất cho dòng Pro. Dòng Pro nó hơn dòng Mac Air, đó là hiệu năng của con CPU, nó khỏe hơn. Đấy, nó giúp các bạn lập trình tốt hơn, mà nó giúp các bạn cái tác vụ về đồ họa tốt hơn. Và toàn bộ những dòng máy mình giới thiệu ngày hôm nay là dòng Retina. Và dòng 2014 bây giờ rẻ nhất, đó là con ME864 hoặc ME865, 866, tóm lại cái đời 2014. Thì nó có chỉ có giá dao động tại thị trường từ khoảng bao nhiêu? 13 triệu thôi. Nó ngang so với dòng MacBook Air vừa rồi. Đó. Và Pro thì nó nặng hơn một chút. Đấy, và thiết kế của nó thì vẫn còn táo sáng như này. Con này đời cũ của mình này, con này 15 inch thì mình chưa giới thiệu. Và nhiều bạn lại thích cái táo sáng này. Nhưng đối với dòng mới bây giờ bỏ táo rồi, táo Chrome bây giờ là táo sáng là chết rồi. Đấy, hay anh em hay nói vui như thế. Và với những chiếc Pro như này thì nó cũng sẽ có các phiên bản từ ổ 128, 256, 512 và thậm chí là 1TB. Giá rất là rẻ. Đấy, hành trình bàn phím tốt. Và những chiếc máy này thì hiện nay thì nó vẫn hoạt động hoàn toàn ổn định. Đấy, giá nó rẻ như vậy để mọi người hoàn toàn có thể cân đối mua được. Và đối với cái dòng mà từ 2014 đến 2015, đấy, nó sản xuất từ dòng CPU thế hệ thứ 4, thế hệ thứ 5. Đấy, ví dụ như con 2015 thì có MF839, 840, 841, 843. Thì hiện nay giá của nó đều dưới 20 triệu đồng. Và thiết kế bên ngoài thì hoàn toàn giống nhau, chỉ khác CPU thôi. Đấy, các bạn cảm thấy hợp lý với tầm tiền thì đầu tư nhá. Và RAM của nó thì phiên bản lớn nhất là 16GB, còn đâu là 4GB, 8GB và 16GB. Ổ cứng thì cho phép nâng cấp CPU onboard trực tiếp cho Moment. Và toàn bộ những chiếc máy này đều được trang bị màn hình Retina 13.3 inch và trang bị đầy đủ các cổng kết nối truyền thống. Đấy, khá tiện dụng cho mọi người dùng các công việc văn phòng như mà mình nói vừa rồi. Lập trình cũng cực kỳ ngon cho dòng Pro. Thiết kế hoàn toàn mới, đó là cái dòng MacBook được sản xuất giống như chiếc máy này. Lần đầu tiên một chiếc MacBook lại có thanh Touch Bar. Đấy, phiên bản giá rẻ của nó thì không có Touch Bar. Giá hiện nay của những chiếc máy này lại rất là rẻ luôn. Với phiên bản 2016 bây giờ, hiện nay giá thị trường được trang bị là i5 RAM 8 SD256 đi. Nó chỉ có giá khoảng tầm 16 đến 17 triệu thôi. Trong khi đó các phiên bản 2017 không Touch Bar, 128GB hoặc 256GB, nó chỉ có giá từ 18 đến 20 triệu đồng. Và với các phiên bản Touch Bar được sản xuất từ 2016, 2017 chỉ có giá là từ khoảng 20 đến khoảng 21 triệu. Thì đây là những chiếc máy tiên phong về công nghệ thiết kế hoàn toàn mới. Bàn phím mới đó là bàn phím cánh bướm và cũng được trang bị đó là bảo mật vân tay Touch Bar. Và bắt đầu đến dòng 2018 đổ lên thì mới có chip bảo mật T2. Nhưng đối với dòng 2018 thì lại không có dòng phiên bản MacBook Pro giá rẻ. Chính vì thế tớ sẽ không giới thiệu ở video này. Thì các bạn có thể tham khảo một máy MacBook Pro 13 inch được sản xuất 2016-2017 có mức giá bán từ đó là 16 đến khoảng 20 triệu đồng để các bạn lựa chọn. Mời các bạn đón xem ngay bây giờ. Vâng, thưa các bạn, là đối với dòng Pro có một dòng này thì nó xấp xỉ khoảng tầm 20 triệu đồng. Đó là dòng Pro phiên bản giá rẻ. Đó đến năm 2019 thì lại quay lại giá rẻ luôn.
Có tớt 3 luôn các bạn ạ, nhưng là i5 1.4 có RAM 8GB. Hiện nay những chiếc máy cũ nó cũng khoảng tầm từ 20 đến 21 triệu. Mình thấy cũng rất tốt và đây là chiếc máy được cải tiến về bàn phím và nâng cấp được chip bảo mật T2. Đấy, rất ok. Và tầm giá này thì mình khá ổn cho cái công việc vừa rồi. Thì các bạn có thể xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Ở phiên bản mình có đây đó là phiên bản ổ cứng 256GB. Các bạn lưu ý thì nó sẽ có ổ cứng 128 và 256 các bạn nhé. Mình sẽ xem dung lượng pin của nó bao nhiêu này. Nguồn điện này. Chiếc máy của mình đây đang trải nghiệm đó là sạc 5 lần và pin bên trong nó là 5119 mAh này, các bạn sẽ thấy này. Đó. Bây giờ thì mình sẽ test thử CPU xem con chip đang sử dụng trong máy nó là chip gì các bạn nhé. Đây này các bạn này, các bạn sẽ nhìn thấy con chip i5 luôn, nó là 8257U các bạn ạ, 4 lõi 8 luồng. Mình sẽ thử chấm điểm số của em này xem có ngon hay không. Đây các bạn sẽ thấy là con Intel Plus Graphics 645 với dung lượng 1.5GB này. Con chip nó tối giản để mà thấp đi, rẻ đi. Tính ra phiên bản 128GB thì các một số hệ thống siêu thị sẽ bán ở mức khoảng 34 triệu, còn các hệ thống hàng xách tay về đâu đó khoảng 32 gì đó. Còn các phiên bản ổ cứng 256GB thì nó sẽ có giá khoảng 37 củ. Một phiên bản i5 chip U và số lõi được nâng lên đó là 4 lõi 8 luồng. Và chip như thế này thì vẫn được xếp vào thế hệ đó là chip Quicklake, thế hệ mới nhất của Intel. Các bạn thấy là khả năng xử lý 3D của nó, khả năng xử lý render một bức ảnh 3D cũng không hề là chậm. Nó vẫn đủ khả năng để cho các bạn làm việc. Đây, các bạn sẽ thấy là không quá thấp đúng không ạ? Các bạn lưu ý thì với phiên bản MacBook này sẽ cho phép các bạn cả cài hệ điều hành Windows cũng như cài hệ điều hành macOS và chúng ta có thể chạy song song. Nếu như các bạn mua các phiên bản này mà không sử dụng hệ điều hành macOS quen thì chúng ta có thể cài cả Windows vào, chúng ta sử dụng hoàn toàn bình thường mà không ảnh hưởng gì đến chất lượng của máy. Ai chả? Các bạn sẽ thấy điểm số CPU của nó lên đến tận 642 CB, một điểm số không hề tệ cho một chiếc MacBook các bạn ạ. Đấy, nó có thể xử lý các đồ họa 2D, đồ họa 3D cũng như các bạn có thể sử dụng trong các lĩnh vực đó là lập trình cũng như các ứng dụng giả lập thì chiếc máy vẫn có thể chạy được, mặc dù nó là chạy cả đồ họa on cũng như chip U. Nhưng mà lưu ý các bạn này, nó không quá khỏe đâu nhá, đây nó chỉ là đủ dùng thôi. Đấy, các bạn thấy là khi bắt đầu mình sử dụng các tính năng đồ họa thì quạt trong máy đã bắt đầu chạy và chúng ta có thể nghe thấy tiếng của quạt chạy nhưng không quá to. Đây, mình sẽ để gần cho các bạn nghe. Chứng tỏ là cái phần cứng của chiếc MacBook này nó tối ưu khá tốt, mặc dù là các bạn thấy này, nó chạy đồ họa luôn này. Đây là đồ họa mô phỏng này. Nhưng các bạn để ý thì với cấu hình nó hơi yếu, đấy nó hơi giật. Các bạn thấy không, cái khung hình nó sẽ hơi giật, nó không mạnh như những chiếc máy được trang bị cả đồ họa rời mạnh mẽ, chẳng hạn như GTX hay Quad Pro hay RTX thế mới nhất bây giờ. Nhưng mà với một chiếc máy như này thì không cần thiết. Đấy là khi bắt đầu sử dụng đồ họa mạnh thì các bạn có thể thấy là hệ thống quạt làm mát kêu tương đối ồn. Nói chung là trong cái phòng kín như này chúng ta có thể nghe thấy rất rõ. Và khi mình cầm vào đây thì bắt đầu chạy một lúc test thì nhiệt độ của chiếc máy nó tăng cao hơn, nó tản nhiệt qua vỏ. Chính vì thế nên mình sờ vào đây nó sẽ hơi ấm. Ai chà, các bạn sẽ thấy điểm số của nó là 55,41 FPS các bạn nhé. Ủa chà. Các bạn thấy không? Nó thực sự là một chiếc máy này, âm thanh của nó quá đỉnh luôn. Âm bass và âm chét nghe rất rõ, đúng là không hổ danh một thiết bị âm thanh và hình ảnh của Apple. Vừa thiết kế đẹp, âm thanh hay, màn hình sắc nét, nói chung là xem phim này mà xem phim 4K các anh em xem thì siêu nét luôn. Đấy. Âm thanh và màn hình mình sẽ cho để 10 hết các bạn ạ, nghe nó sướng mà. Vâng, thưa các bạn, là các bạn có thể thấy là toàn bộ những chiếc máy mà mình tư vấn giới thiệu cho các bạn tốt nhất ở phân khúc đó là từ 12 đến 20 triệu đồng để các bạn lựa chọn. Thì các bạn sẽ lựa chọn theo nhu cầu. Và nhớ là khi các bạn mua sản phẩm thì những dòng này không cho phép các bạn nâng cấp CPU, chỉ một số dòng cho phép các bạn nâng cấp ổ cứng. Còn đối với dòng màn hình 12 inch này, nó sẽ không cho phép các bạn nâng cấp bất kỳ của linh kiện gì. Hoặc các dòng Tut 3 đời mới, ví dụ từ 2017 cũng không cho phép các bạn nâng cấp gì cả. Duy chỉ có dòng giá rẻ sẽ cho phép các bạn nâng cấp ổ cứng. Toàn bộ những chiếc máy này đều đáp ứng các tiêu chí khi các bạn sử dụng, đó là các công việc văn phòng, kinh doanh, lập trình, marketing. Và toàn bộ những chiếc máy này đều cho phép các bạn chạy cả hệ điều hành Windows. Có nghĩa là các bạn dùng hoàn toàn giống như chiếc laptop thông thường, nó chạy song song cả hai hệ điều hành.
Đối với những người mới dùng Mac yên tâm là các bạn sử dụng hoàn toàn sử dụng cả hai hệ điều hành, dễ dùng hơn. Còn đối với các bạn dùng Mac bao giờ thì cũng chấn an các bạn, nếu các bạn chưa từng dùng bao giờ, nó không khác gì các bạn dùng với iPhone và có hỗ trợ tiếng Việt nên mọi người rất là dễ dùng luôn mọi người nhé. Vâng, thưa các bạn, là rất cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ cùng TLD suốt nhiều năm qua. Để ủng hộ kênh nhiều nữa thì các bạn cần đăng ký kênh và nhớ là bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin, cách chọn và cách tư vấn trong sản phẩm, làm sao các bạn đầu tư hiệu quả, đáng đồng tiền bát gạo các bạn bỏ ra các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.